Gì nhá, tôi là Tính, tôi đang công tác tại Mitsubishi truyền trên Sài Gòn. Anh chị đang tìm xe chạy kinh doanh dịch vụ á, thì hãy mua con xe này nè anh chị. Đây là Astray phiên bản số sàn nhập Thái, màu trắng miệng số vàng nha. Đi mới có 6.900 cây số thôi và sản xuất năm 2024. Xe này bên em rao bán với giá là 365 triệu. Giá này bên em bao rút hồ sơ và còn bớt lọc lá nữa. Anh chị quan tâm thì ghé qua bên em để xem xe nhé. Bảo hành chính hãng cho mình đến toàn quốc đến năm 2027. Cho nên anh chị yên tâm mà sử dụng. Đây là cái xe mới sử dụng có vài tháng thôi. Và xe mình là xe qua sử dụng chính hãng, bảo hành toàn quốc nè anh chị. Đã kiểm tra 160 hạng mục. Và anh chị xem đăng kiểm đường bộ còn rất là dài. Trời hơi tối rồi nha, cho nên là anh chị thông cảm giúp em, nó không có rõ nét lắm. Ngày mai em quay lại cho anh chị. Nội thất của nó là ghế nỉ, anh chị bỏ 5 triệu đồng là chúng ta có được bộ ghế da rồi. 365 là giá bên em đã bao rút hồ sơ và sẽ bớt lọc cho anh chị nữa nhé. Đây anh chị xem qua. Dòng này động cơ nó chỉ 1.2 lít thôi cho nên nó rất tiết kiệm. Anh chị mua chạy kinh doanh là một lựa chọn rất là hợp lý. Đây anh chị. Nếu anh chị chạy đường trường là dưới 5 lít này, hỗn hợp nó có hơn 6 lít thôi. Anh chị xem cái tem từ khi mà giao xe mới nó vẫn còn luôn. Odo zin là 6.900. Xe này em đã từng quay một lần rồi đó, đã có một khách hàng gặp cái xe này rồi nhưng mà vì sự cố cho nên hơn một tháng qua cho nên khách hàng không lấy xe, thì bên em sẽ bán tiếp cái xe này cho khách hàng tiếp theo. Astray số sàn. Anh chị quan tâm tìm những con xe như thế này thì alo cho em nhé. Ngoài ra thì bên em có các dòng khác như Xpander Eco này, Xpander Cross 2021 này, em còn những cái xe phía sau kia nữa và bên kho xe nữa. Anh chị quan tâm cứ để lại nhu cầu nhé, có xe thì em sẽ báo anh chị liền. Anh chị cứ ghé qua xem xe lái thử nhé, thợ thầy check test thoải mái. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.